Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn. Chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này sang cuối tháng 9 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho nhau một cách chi cụ thể. Chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn trên thị trường có rất ít xe này nhỉ? Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh c giàu của em sẽ chuyên về giá xe Tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok, xin phép được đi vào và đơn chính nhá Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 130 triệu Sang cuối tháng 9 này thì đại lý trung em đang bán với giá đang là 1 tỷ 160 triệu ạ Tức là đang là bia kèm nạc Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này làm với nội đang là 1 tỷ 318 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 278 triệu. Tỉnh áp thuế 200 thì đang là 1 tỷ 300 triệu tròn. Và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 296 triệu. Đối với trả góp ở Hà Nội thì đang là 404 triệu. Tỉnh thì đang là 363 triệu tỉnh áp thuế 200 thì là, là 385 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì là là 381 triệu. Đó là phần giá xe và tổng bánh. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m785 rộng là 1m90 nhá, còn cao là 1m730 đi ạ. Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m765 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó đang là 18,5 cm nhá. Nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Phiên bản mốt này thì nó đã dài hơn, rộng hơn và cao hơn so với cả phiên bản trước cũng khá là nhiều đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới cá năng mà lưới cá năng của chiếc xe Santa Fe phiên bản mốt này nó thay đổi cách hoàn toàn luôn nhá. Santa Fe phần uh, nó sẽ được thiết kế nhìn trông nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và nhìn trông nó sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Có thanh nhạc chrome nó chạy từ phần uh, cụm đèn bên trái chạy sang bên phải giúp cho mặt đằng trước nhìn cảm giác rất là rộng nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Santa Fe bản tiêu chuẩn này thì cụm đèn nó vẫn sử dụng là đèn full led em nhé Để full led đấy Phiên bản trước nó sử dụng đèn hydrogen thôi. Có đây giới thiệu cho anh em về phần trước nó có tính năng an toàn đó chính là có cảm biến lùi nhá. À xin nói là có cảm biến góc trước nhá. Sau có 4 cảm biến đấy ạ. 4, 4 cảm biến góc trước nhá. Đó. Có đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó khá là giống cho so cả phiên bản 20 Nó được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp chắc chắn và nhìn rất là thể thao ạ Bản tiêu chuẩn thì phần sườn xe nó được thanh thanh nẹp nó bằng nhựa nhá Còn phiên bản không, bản đặc biệt hay bản cao cấp thì nó được thanh nẹp bằng chrome Thì thì nó nhìn rất sang trọng hơn ạ, có đây chỉ là bản bằng nhựa thôi ạ Đó, có đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này Bánh xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này, bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ vành đúc hợp kim nhôm nhá, vành sẽ là vành 18 anh em ạ. Đó, la răng thì là nó là la răng phai, nhìn thể thao rất là thể thao anh em nhá. Màu bạc xám ạ. Và các tính năng an toàn gồm có là phanh ABS này, EBD này, BA này và rất nhiều tính an toàn em xin phép cuối video giới thiệu cho anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu sẽ là cùng màu thân xe, thích hợp sẽ đến sẽ là có xi nhan trên gương nhá. Và nó sẽ có chỉnh điện và gập điện ạ. Bản tiêu chuẩn này là sẽ không có camera 360 độ ạ. Chỉ duy nhất là bản à, cao cấp mới có thôi anh em nhá. Đó. Phần gương chiếu hậu thì à, nhìn nó rất là thể thao và mạnh mẽ. Còn gương chiếu hậu của phiên bản 2021 này thì à, nó khá là giống dòng phiên bản 20 ạ. Tay nắm cửa thì à, tay nắm cửa sẽ mạ chrome phần phía trên, phía dưới sẽ là cùng màu thân xe. Nó giống như cả bản à, đặc biệt và bản à, cao cấp anh em nhá. Tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Đó. Và đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này Trần xe của chiếc xe Santa Fe Bản tiêu chuẩn này sẽ là Nó sẽ trần trần phẳng anh em nhé Nó sẽ không có cửa sổ trời Toàn cảnh Paroma giống bản cao cấp đấy ạ Anten thì nó chuyển về anten vây cá rồi em nhé Và đã thêm sau đó có thêm là giá lóc hai thanh đấy ạ Còn đây giới thiệu cho anh em về phần Bánh xe sau Bánh xe sau giống như bánh chính nhá Phanh sao là vành ra là vành 18 inch Phanh đĩa cho cả bốn bánh ạ đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này Phần đuôi xe cũng được dập nổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nhìn cảm giác rất là cứng cáp Chắc chắn và nhìn rất là thể thao Về phần cản sau thì nó đã nhìn trông nó vuốt Nhìn nó gọn gàng hơn so với cả phiên bản trước ạ Và bản này thì sẽ có cảm biến lùi bốn mắt anh em nhé Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này Cụm đèn phiên bản 21 này nó khác thêm một chút xíu so với cả phiên bản 10 Nhìn trông nó dài hơn Và nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe Rồi em mở cốt cho anh em xem này Cốp của nó sẽ là cốp điện anh em nhé, cốt điện thông minh đấy ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần uh, cốp trong này. Chiếc xe này thì thể uh, hàng ghế thứ ba thì gặp được uh, 50 50 và hàng ghế thứ hai gặp được 60 40 anh em ạ. Đó, cốp của chiếc xe này rất là rộng anh em nhá. Cốp rất rộng đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe bản tiêu chuẩn nó đã lột xác hoàn cách hoàn toàn do phiên bản trước nha Về phần màu sắc nó đã sử dụng màu lâu để kết hợp với màu đen giống như bản cao cấp ạ. Và đặc biệt đó chính là phần uh, trung tâm điều khiển trung tâm ạ nó được bảng điều khiển trung tâm nó là chơi quyền lặn bạn nút rồi rất là sang trọng em nhá còn đây giới thiệu cho em phần ghế này ghế được bọc da sớm vẫn rất mềm mại em ạ ghế được chỉnh điện 10 hướng em nhá chỉnh điện 10 hướng đấy ạ đấy. còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này vô lăng của Zola là, là vô lăng ba chấu nhá được bọc da rất mềm mại ạ tích hợp trên đấy xe là có đàm thoại rảnh tay này điều chỉnh âm lượng này và sẽ là có cô đi con là ga tự động này đó về túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí anh em nhá sẽ có 6 thi khí đấy ạ. đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là màu nâu và kết hợp màu đen ạ. Nhìn rất là sang trọng nha. Và đây giới thiệu cho anh em về các cái nút bấm ở trên cánh cửa như sau, gồm có là cục gương này, điều chỉnh bốn bốn hướng mặt gương này, lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa. Đó và chốt cửa này. Tiếp theo giới thiệu cho anh về hệ thống tai âm thanh, âm thanh nó sử dụng âm thanh Harman Kardon nhé nghe rất là trong trẻo và sướng tai ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh về bên trong nội thất điểm giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa của nó này Chìa khóa của nó sẽ là có chìa khóa thông minh à, Nó sẽ thêm một cái nút nữa Đó chính là đề lộ từ xa anh em nhé Ngoài ra đây là mở cốp này Khóa cửa và mở cửa Về thiết kế của nó thì phiên bản là 2021 này Nó đã thay đổi khá là nhiều rồi nhé Có đây giới thiệu cho anh em về phần à, uh, chìa khóa thông minh này Đó chính là một chạm nhá Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem đây ạ đây giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ tắp lô của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 của chiếc xe bản tiêu chuẩn này thì em đánh giá của nó thì phần bản tiêu chuẩn này bản 21 này nó khá là giống với cả phiên bản 2010 và 19 ạ. Nó là rất nhiều thông tin cho anh em nhá. Đây là vòng tua động cơ này, dưới này nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây chính là công tơ mét, còn dưới đó chính này đó chính là mức nhiên liệu anh em nhá. Còn đây màn hình thì đa thông tin này, nó là cho anh em về hình ảnh âm thanh về thiết kế và đặc biệt là nó sẽ cho rất nhiều anh em về thông tin và tình trạng xe mình như nào ạ. Con đèn màu đỏ, con đèn màu vàng nó chính là đèn cảnh báo anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên uh, cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó sẽ có chế độ auto này, auto này, auto, này. auto anh em nhá. Nó là chế độ uh, tự động gạt, uh, tự động uh, bật sáng khi mà trời tối hầm một tối đấy anh em ạ. Đó. Và ngoài ra nó sẽ lấy chuyển số trên vô lăng này. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa này. Cần gạt mưa nó có chế độ auto anh em nhá. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, bên nội uh, bên màn hình này. Màn hình có sẵn màn hình cảm ứng 10.25 inch. Màn hình rất là to bản giúp cho chiếc xe nhìn cảm giác rất là sang trọng và nhìn rất là mạnh mẽ. Nó sẽ có kết nối AUX, USB, Bluetooth có cả định vị chỉ đường cho anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống điều hòa này. Điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập anh em nhá. Hệ thống hai vùng độc lập cho bản tiêu chuẩn đấy ạ. Còn đây là các nút vẫn đã thiết kế đã kiểu cách rất là thể thao và mạnh mẽ. Hôm nay giới thiệu cho anh em về phần sự khác biệt rất nổi bật bên trong nội thất đó chính là phần uh, cần số nhá Nó sử dụng nó chính là bằng nút bấm anh em ạ Nó thay đổi bằng cái cần gạt cổ điển để chuyển về đó chính là cần bằng uh, nút bấm anh em nhé Nhìn rất là sang trọng và rất là tiện lợi anh em ạ đó. Nó sử dụng hộp số là hộp số uh, ly hợp kép anh em hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp anh em ạ Đấy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ Đây, đầu tiên giới thiệu cho anh em về nó sẽ các chế độ này nhé chế độ Comfort là chế độ bình thường này chế độ uh, Smart là chế độ thông minh này chế độ uh, uh, tiếp theo là chế độ Sport là chế độ thể thao này và chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa đó chính là phần uh, các nút này thì đó là các nút chờ với anh em nhé. Bản cao cấp thì các đây là nút xây ghế này mà này. Còn đây giới thiệu cho anh em về chỗ này thì là sẽ là có cổng sạc thông minh IQ này đây cho anh cho em nó sẽ khác thông minh iq để đây nhá cái là cổng usb này sạc điện thoại ô oh, thông minh iq để đây anh nhá đó còn đây hộp tựa tay trung tâm này rất là to bản được bọc ra sở rất mềm mại ạ đây, rất là to anh em nhá còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn chân này đèn chân thì bàn này sẽ nó khá là cơ bản thôi nó sẽ có cái nút bấm như bấm cơ trực tiếp như này đi ạ đó. còn đây mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng như này anh em nhá bản này sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ Trần xe sẽ là trần màu ghi nhá, nhé, trần phẳng sẽ không có cửa trời ạ. Ok, giờ sẽ sang ghế thứ hai giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ hai nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên, đó chính là được hàng ghế mà bọc da sờ rất mềm mại ạ và hàng ghế thứ hai cũng là màu lâu nhá. Và hàng ghế thứ hai nó có thể gặp được 60 40 ạ. Ok, giờ để em sâu vào bên trong để giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về độ rộng rãi trước nhá. Em cao 1,80 ạ. Đây, anh em thấy nào? Vẫn thừa khoảng một nửa găng tay nhá. Để chân thì rất thoải mái luôn này. Nếu anh nào mà cao to thì chắc chắn là chiếc xe này sẽ anh em không phải phải lăn tăn nó quá nhiều ạ. À, còn con này giới thiệu cho anh em về thêm đó chính là cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Và dưới này sẽ là có cổng sạc điện thoại hai cửa anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần uh, tổng quan cho em về phần uh, đầu xe này. Đó. Quên mất không giới thiệu cho anh em về hệ thống âm thanh. Âm thanh của nó sẽ là hệ thống âm thanh của nó rất là có uh, âm thanh 6 loa anh em nhá. À xin lỗi ạ, 10 loa anh em ạ. Đó, hệ thống âm thanh 10 loa anh em nhá. Còn đây tổng quan cho em về về tầng uh, Thiết kế về phần đầu xe, về phần hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Santa Fe Bản tiêu chuẩn này thì em đánh giá nó phần Nó rất là thiết kế của nó rất là tuyệt vời Và chiếc xe này thì em đánh giá nó rất là mạnh mẽ anh em nhá Đó Ok giờ sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ ạ Động cơ của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó đã thay đổi cách hoàn toàn thôi anh em ạ Nó giờ chuyển sang được sử dụng động cơ Smart Trim 2.2 đối với máy xăng và À xin lỗi đối, đối với máy dầu ạ à, Còn đối với xăng là 2.5 anh em nhá đó về động cơ này thì nó giúp cho nó sẽ là giảm nó dùng vật liệu khác luôn hoàn toàn nó là động cơ nó sẽ là động cơ nó sẽ nhẹ hơn giúp cho chiếc xe nó mình sẽ tổng thể nó sẽ nhẹ hơn giúp cho chiếc xe mình sẽ đi tiết kiệm nhiên liệu hơn anh em ạ về mô men xoắn cực đại nó đang là 440 Newton mét trên cho 2750 vòng trên phút ạ còn công suất cực đại nó đang là 202 mã lực trên cho 3.800 vòng trên phút nhá còn dung tích bình nhiên liệu nó đang là 71 lít đấy ạ đó ok ra nó đi sâu bên trong để giới thiệu cho em chi tiết bên trong này đầu tiên đó chính là nước rửa kính nhá màu xanh nước rửa kính này còn đây là nước làm mát anh em này đó còn sang phần này đó chính là phần động cơ này động cơ của nó vẫn là sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng anh em nhá hình chữ Y đấy ạ còn đây là cổ hút để lên rất cao rồi này cầu trì này ác quy của nó vẫn là ác quy khô khi rất là to nhá còn đây đó chính là dầu phanh đấy ạ OK giờ đây sang phần tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể những tính năng an toàn ạ về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này Bản tiêu chuẩn này có gì không ạ? Đầu tiên đó chính là sẽ có cảm biến lùi này, camera lùi này, cảm biến trước này Hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Kiểm soát được kéo, cân bằng điện tử xe Hỗ trợ khởi ngang dốc, hỗ trợ hỗ trợ xuống dốc anh em nhá. Phiên bản mốt này nó thêm đó chính là cái cảm biến Absolut anh em nhá có một số cái nhưng mà phiên bản tiêu chuẩn này nó sẽ không có. Ví dụ như là hệ thống uh, chống chói tự động này. Đấy, hệ thống uh, uh, tránh làn đường này, tránh va chạm này, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau này. Đó. Và ngoài ra như là khóa an toàn trẻ em sẽ không có anh em nhé Phanh tay điện tử thì bản này cũng đã có rồi, auto hold cũng có rồi. Phiên bản trước đã không sử dụng phanh điện tử mà nó dùng phanh uh, phanh phanh chân ở dưới đi ạ. Và ngoài ra thì nó phiên bản này sẽ không có đèn pha thích ứng này Camera 360 này Hỗ trợ làn đường thì bản này cũng không có anh em nhá Bản này sẽ có đó chính là có hệ thống Mã hóa động cơ chống trộm ạ à. Túi khí thì bản này sẽ có 6 túi khí anh em nhá Về phần màu sắc thì chiếc xe này Về màu sắc phiên bản mốt này là không có sự thay đổi về màu sắc anh em nhá Gồm có màu trắng như mình đang xem ạ à, Màu đen, màu đỏ, màu xanh đại dương, màu vàng cát, màu bạc Đó Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng nhân bánh và những tính năng option của chiếc xe Santa Fe phiên bản 2 mốt này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.